Từ khi đặt chân đến Việt Nam, huấn luyện viên Park luôn nổi tiếng với sự nghiêm khắc. Dù vui hay buồn, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn luôn giữ được nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Người ta ít khi thấy thầy Park thổ lộ cảm xúc của mình. Dẫu vậy, những tháng năm ở Việt Nam đã từng có một học trò khiến cho người thầy ấy phải rơi lệ. Đó là khi kết quả phim chụp cộng hưởng từ cùng chuẩn đoán của bác sĩ nói rằng cầu thủ ấy bị rách sụn đầu gối và phải chia tay AFF Suzuki Cup 2018 từ rất sớm. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Các phóng viên trước trận đã bắt gặp thầy Park bước ra khỏi đường hầm với đôi mắt đỏ hoe, bởi thầy Park hiểu rằng chỉ vừa bước qua một chặng đường của giải đấu, tuyển Việt Nam đã mất đi một cầu thủ quan trọng, một siêu dự bị luôn chơi cực hay mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Cầu thủ ấy chính là Nguyễn Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996 tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ, Văn Toàn đã dành trọn tình yêu cho trái bóng tròn. Bất cứ lúc nào rảnh, cầu thủ đến từ Hải Dương cũng mang bóng ra tập. Khoảng sân nhỏ trước nhà chính là nơi đã bồi đắp nên ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Toàn. Tài năng bóng đá của Văn Toàn sớm được các tuyển trạch viên đội bóng Nhi Đồng tỉnh Hải Dương phát hiện. Anh nhanh chóng được tuyển vào đội Nhi Đồng của tỉnh. Năm 2017, Văn Toàn thi đấu xuất sắc và mang về chức vô địch giải đấu Nhi Đồng toàn quốc cho tỉnh Hải Dương. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Văn Toàn trong một áo đội Nhi Đồng tỉnh, huấn luyện viên Guillaume Gracien đã quyết định tuyển thẳng anh vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Cùng thời điểm đó, những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường phải đồng loạt trải qua những vòng tuyển chọn gắt gao để bước chân vào học viện. Có một khởi đầu thuận lợi, thế nhưng những năm tháng đầu tiên của Văn Toàn tại Hoàng Anh Gia Lai lại không mấy êm đẹp, bị đánh giá là chậm tiến bộ so với các đồng đội cùng trang lứa. Năm 2011, cầu thủ gốc Hải Dương bị đẩy xuống tập luyện cùng các đàn em khoa dưới. Quãng thời gian đó, cầu thủ sinh năm 1996 miệt mài tập luyện để chứng tỏ bản thân. Năm 2013, tại vòng chung kết U17 toàn quốc, Văn Toàn thi đấu xuất sắc và ghi được 4 bàn thắng. Đặc biệt trong cuộc tiếp đón U17 Đồng Tháp, Văn Toàn có cú solo qua 7 cầu thủ đối phương và ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Màn trình diễn ấn tượng của Văn Toàn ở giải đấu đó chính là cú hích thúc đẩy tài năng của anh sau này. Trở về từ giải đấu U17, Văn Toàn được huấn luyện viên Guillaume Gracien chọn lên U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013. Cầu thủ đến từ mảnh đất Hải Dương đã không để người thầy của mình phải thất vọng. Văn Toàn khi đó chính là một trong những đầu tàu cùng với thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tạo nên cơn sốt U19 Việt Nam. Trước đó, người hâm mộ Việt Nam có thời gian chìm sâu vào khủng hoảng bởi những màn trình diễn đến tệ hại ở những giải đấu lớn. Khi mà làn sóng quay lưng với bóng đá nước nhà ngày càng lớn, thì thế hệ U19 Việt Nam đã xuất hiện bằng lối đá đẹp mắt và lối chơi tấn công cống hiến. Họ đã đưa tình yêu bóng đá tưởng như đã tắt, bỗng vụt sáng trở lại. Khi đó, trên khắp giải đất hình chữ S, những Văn Toàn, Tuấn Anh trở thành những thần tượng đi cả vào trong giấc mơ của những đứa trẻ yêu bóng đá thời bấy giờ. Cũng ở giai đoạn đó, Văn Toàn xuất sắc khi nhận danh hiệu vua phá lưới. Tháng 10 năm 2013, Nguyễn Văn Toàn cùng các cầu thủ U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2014 diễn ra tại Malaysia. Anh cùng các cầu thủ U19 Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm tuyệt đối, trong đó có thành tích ấn tượng là chiến thắng 5-1 trước Australia để góp mặt vào vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức tại Myanmar năm 2014. Cũng trong năm 2014, khi mà Việt Nam là chủ nhà của giải U19 Đông Nam Á, các cầu thủ U19 Việt Nam đã một lần nữa chinh phục những trái tim yêu bóng đá trên khắp cả nước. Bên cạnh những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, Văn Toàn cũng nổi lên như một tiền đạo sáng giá của bóng đá Việt Nam. Sở hữu tốc độ, lối chơi rất nhiệt, cầu thủ sinh năm 1996 chính là một trong những mũi khoan lợi hại trên hàng công của U19 Việt Nam thời bấy giờ. Với tài năng đã được chứng minh trong màu áo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, và đặc biệt là những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo U19 Việt Nam, Văn Toàn cũng như những đồng đội tại học viện được bầu đức đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai tham dự V-League 2015. Mặc dù mùa giải năm đó, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không thực sự tốt và xếp ở vị trí áp chót, tuy nhiên, màn trình diễn của cá nhân Văn Toàn lại được đánh giá rất cao, đặc biệt là trong cuộc tiếp đón các cầu thủ Đồng Nai ở vòng đấu áp chót. Văn Toàn chính là người đánh đầu mở tỷ số cho chiến thắng 2-1 của đội bóng Phú Núi. Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai mở toang cánh cửa chủ hạng. Còn với riêng cá nhân Văn Toàn, đó là một trong những bàn thắng quý giá nhất anh ghi được cho Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng ở đội bóng Phố Núi. Trong những mùa giải tiếp theo, Văn Toàn vẫn thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình, dù liên tiếp mất đi những trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng Văn Toàn vẫn ở đó, vẫn cống hiến những gì tinh túy nhất để giữ lại những bản sắc riêng biệt của Hoàng Anh Gia Lai.
trong mặc áo đội tuyển quốc gia, Văn Toàn cũng trải qua nhiều thăng trầm của đời cầu thủ. Ra mắt ở cấp độ đội trẻ của tuyển Việt Nam, Văn Toàn nhanh chóng thể hiện được tài năng và trở thành một phần không thể thiếu của đội. Sau những gì đã thể hiện trong mặc áo U19, Văn Toàn được triệu tập tham dự SEA Games 28 tại Singapore. Ngày 2 tháng 6 năm 2015, trong cuộc tiếp đón U23 Malaysia, cầu thủ người Hải Dương có bàn thắng đẹp mắt, ấn định tỷ số 5-1 cho U23 Việt Nam. Trong khoảnh khắc ấy, Văn Toàn đã bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ trên đất Malaysia. Ở mùa giải năm đó, tuyển Việt Nam ngậm ngùi giành tấm huy chương đồng chung cuộc. Bước sang năm 2016, đây là một năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cá nhân Văn Toàn. Tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên, Văn Toàn là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai nhận được 3 giải thưởng cá nhân, cầu thủ ấn tượng nhất, vua phá lưới và cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải. Từ những thành công trong áo đội trẻ, Văn Toàn được huấn luyện viên Hữu Thắng gọi vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Trong số những cái tên được gọi, Văn Toàn là gương mặt nổi bật nhất. Trong hành trang đến với giải đấu hàng đầu khu vực, cầu thủ của Hải Dương nổi lên như một ngôi sao đích thực của ông thầy người Nghệ An. Đã có thời điểm, vị trí chạy cánh nơi hành lang cánh phải của Văn Toàn được xem là không thể đụng đến, khi mà những đàn anh như Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Trần Phi Sơn đều lần lượt phải đóng vai dự bị cho người đàn em. Đó quả là một khởi đầu không thể đẹp hơn của cầu thủ mới 20 tuổi. Tại kỳ SEA Games 29, Văn Toàn tiếp tục được triệu tập lên tuyển U22 để cùng những người đồng đội theo đuổi giấc mơ vàng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở giải đấu năm đó, U22 Việt Nam đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Sau giải đấu đó, huấn luyện viên Hữu Thắng cũng chính thức nói lời chia tay đội tuyển, mở ra thời kỳ hoàng kim của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Với cá nhân Văn Toàn, sự hiện diện của vị thuyền trưởng Hàn Quốc mang đến cho anh những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền. Tài năng của Văn Toàn đã được bộc lộ hết mức. Trong tay của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Văn Toàn như một con bài tẩy, sẵn sàng bùng nổ để kết liễu đối phương. Tại chiến tích Thường Châu năm 2018, mặc dù không được ra sân nhiều, nhưng những đóng góp của Văn Toàn vào lối chơi chung của đội là rất lớn. Mỗi khi ra sân, bằng tốc độ, sự khéo léo, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai mang lại những niềm hy vọng cho người hâm mộ nước nhà, tiêu biểu nhất là trong trận tứ kết ASEAN 2018 tại Syria. Văn Toàn được tung ra sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 118. Anh Đức với nỗ lực dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang bật ra, Văn Toàn đã có mặt đúng lúc để sút bóng rất nhanh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một bàn thắng không chỉ giúp Việt Nam tạo nên lịch sử mà nó còn thể hiện được bản năng sát thủ và cái duyên ghi bàn từ băng ghế dự bị của cầu thủ gốc Hải Dương. Năm 2018, tại AFF Suzuki Cup, trận đấu vòng bảng trước các cầu thủ Myanmar, Văn Toàn gặp chấn thương nặng và bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Thiếu vắng chân sút sinh năm 1996, tuyển Việt Nam mất đi một sát thủ đích thực nơi hành lang cánh. Tuy nhiên, cũng chính từ sự thiếu vắng đó, người hâm mộ mới lại thấy được tầm quan trọng của cầu thủ gốc Hải Dương. Ở thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hàng công của tuyển Việt Nam được cho là rất đa dạng. Từ những mẫu cầu thủ tiền đạo điển hình, cao to, không chiến tốt, chúng ta có Tiến Linh hay Anh Đức. Những cầu thủ có tố chất kỹ thuật lại có Công Phượng, Quang Hải. Thế nhưng, với trường hợp của Văn Toàn, cá nhân anh cho thấy sự đặc biệt không lẫn vào đâu được. Cái hay của chàng trai gốc Hải Dương nằm ở chỗ, mỗi khi anh có mặt trên sân, các cổ động viên lại sống trong những phút giây thăng hoa mà bóng đá có thể mang lại. Bằng sự nhanh nhẹn, tinh ranh, không ít lần Văn Toàn đã bứt tốc, bỏ lại tất cả phía sau, khiến người hâm mộ phải rưng rưng theo từng bước chạy. Được mệnh danh là ông vua Việt vị, mỗi lần cầu thủ sinh năm 1996 vào sân, anh lại không để người thầy của mình phải thất vọng. Giờ đây, sau những năm tháng cống hiến không biết mệt mỏi, Văn Toàn đang dần có một vị trí trong đội hình của thầy Park. Đặc biệt hơn, cầu thủ đến từ mảnh đất Hải Dương đã chiếm trọn tình yêu, khắc ghi hình bóng vào tâm trí người hâm mộ bóng đá Việt Nam.